để mua đồng hồ của hoàng gia Việt thời xưa. Theo một số nguồn tin, chiếc đồng hồ Rolex loại VVS1, VVS2, EF này được làm riêng cho một người thuộc hoàng gia ở Việt Nam xưa, mặc dù người này có vai vế ra sao trong hoàng tộc vẫn còn là một bí ẩn. Bên cạnh chiếc đồng hồ này, nhà đấu giá cũng bán nhiều mặt hàng từng thuộc sở hữu của hoàng gia này, có nghĩa là chiếc đồng hồ xa xỉ này có khả năng thuộc về đó. Buổi đấu giá diễn ra vào ngày 15 tháng 6 vừa qua tại Los Angeles, California và được tổ chức bởi nhà đấu giá Crash GVKS Auctions nổi tiếng thế giới. Giới thiệu về chiếc đồng hồ nặng 66,4 gram. Công ty đấu giá tiết lộ, chiếc đồng hồ tuyệt vời được Rolex làm riêng cho một thành viên của gia đình hoàng gia và có chất lượng tuyệt vời. Nó được nạm khoảng 32 carat kim cương chính hãng và có mặt số nạm kín kim cương, cũng như được bao quanh bởi một khung viền bằng kim cương hình chữ nhật. Chiếc đồng hồ cũng có những viên kim cương cắt tròn đính toàn bộ xung quanh dây một cách hoàn hảo chiếc đồng hồ sẽ thuộc về người chiến thắng cùng với một báo cáo định giá bảo hiểm trị giá 500.000 đô la Mỹ bởi một thẩm định viên uy tín. Ngoài ra các mặt hàng khác thuộc về hoàng gia này cũng được bán trong buổi đấu giá này, trong đó bao gồm một chiếc lư đốt nhang trầm hình rồng bằng đá canelion có màu đỏ tự nhiên được đặt trong phòng của vua Khải Định và một chai snap xe Huế từ thế kỷ thứ 18 của Việt Nam được đánh dấu chữ ngọc.